Tối ngày 13 tháng 4 Nhâm Dần nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2022, chùa Phổ Quang, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ tắm Phật nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Mở đầu buổi lễ, Đại Đức Thích Đồng Nhiên, Chánh Thư Ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Phổ Quang, đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng đảnh lễ 10 lạy theo hành trạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tụng sáng thánh đản. Tiếp đến, Đại Đức trụ trì đã có thời pháp thoại ngắn nói về ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật và nghi thức tắm Phật. Đại Đức chia sẻ. Tất cả các đạo tràng Phật tử, khi chúng ta tới trước tôn tượng đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quý vị nhớ gạn lọc một tâm mình đó cho thanh tịnh, giống như cái dòng nước thanh lương chúng ta dội lên trên kim thanh, là giống như chúng ta dội vào trong cái vị Phật ở trong mình. Lâu nay vị Phật ở trong chúng ta bị vô minh che mờ, thì ngày hôm nay mình đối trước cái kim thanh tượng của Ngài, chúng ta dội lên trên đó một gáo nước, nhưng mà trong tâm mình phải gạn lọc đó thanh tịnh thanh lương, thì quý vị mới đạt được cái như sở nguyện được. Trong tiếng niệm danh hiệu Bổn Sư Trầm Hồng, lần lượt từng người tiến về tôn tượng Phật sơ sanh, thành kính chúc mừng, gáo nước tắm lên kim thân với tâm thanh tịnh. Hội chúng ai nấy cũng tràn đầy niềm hoan hỷ trong mùa đản sanh an lành.